tiệm của thợ hàn. Bên đây không có người làm, bình thường có người làm ở trong đó. Ở đây bán trang sức nhiều luôn. Coi giá thử cái ha. Cái này 7 đồng. Giống cho mấy phim cao bồi được. Mấy mọi người có thấy không? Nhưng mà đằng đó còn một cái tàu lượn nữa. Cái khu này chắc không phải 3-4 cái tàu lượn đó. Nhiều lắm luôn á. Đây là cổng vô nè. Đó, hồi nãy mình vô cổng này. Không ai chụp hình cho bạn. Thác nước ở trên nó có Snoopy. Snoopy Camp Store. Giờ thử coi mày nó bán cái gì. Wow. Áo tím. Áo tím này bao nhiêu tiền mà bự quá vậy? 25 đô. Cái này 3XL. Cái màu tím á, trong máy chụp hình nó lên vậy chứ màu tím. Đẹp quá. Ly cốc. Có cái bình nước thì bao nhiêu tiền? 30 đô. Một con này 19 đô. Mấy đứa nhỏ vô xếp hàng chụp hình chung với Snoopy. Không, Snoopy nó đang đứng ngay đó. Đây là làng của người Mexico nên có cái lễ hội này nè. Size M 50 đô. Trời ơi đẹp quá. Nhìn người ta thơ. Chỗ bán súng. Đồ giả nhưng không phải đồ thiệt đâu. Mà giống mấy quạt trong phim Trung Quốc quá. Máy này cho bỏ tiền vô để mình lấy tiền giả làm kỷ niệm. Còn mấy cái máy này cũ ghê luôn á. Cá diễm hồng ghê. Ai đi về cũng thu hoạch một bịch như vậy hết. Ở trong đó toàn là thú nhà bông. Mình thấy không ai là chỗ này ngồi hết cho nên mình đi lại chỗ này ngồi. Okay. Chỗ này giống như là bến tàu vậy. Poison Berry Smoothie, sinh tố Poison Berry. Ở trong là nhân Poison Berry. Chua chua. Chắc tại vì mình đang khát nước cho nên mình thấy uống cái này ngon lắm. Chua thì là chua.
thể ngắm dịch bơi lại. Cái này ngon. Là cái mình mua thêm này là món thứ 6 nè. Cắn thử coi ngon không. Trên đây thì nó có in cái tên của cái lễ hội. Nó có chút vị chua ở trong đây. Chung nó như thế này rồi. Không có kiểu quá ngọt so với tưởng tượng của mình. Nhưng mà mình cảm thấy ngon nhất là chính là cái ly sinh tố này. Kiểu nó chua, thiệt là chua. Hello dịch. Bye bye dịch. Tìm được tiệm hóa thạch rồi, cho mọi người xem. Đẹp quá. Wow. Mọi người biết cục này bao nhiêu tiền không? 3.200 đô. 3.200 đô. Quá thật khủng long. Quá thật khủng long. Khủng long 12.000 đô. Tiểu. Trời ơi, đẹp quá à. 68 đô. Ở phía bắc của Oregon. Đá đó mọi người. Người ta đang mua đá. Xong rồi trước khi mua thì người ta sẽ cắt cái miếng đá làm đôi. Ở trên mỗi viên đá có đánh số thì ví dụ như 15 đô, 25 đô. Xong rồi người ta sẽ cắt ra cho mình. Ở đây là cổng vô. Phía bên tay phải là cổng ra. Ở đây cũng có người chụp hình cho mình, giống như là mấy người mà mang cái máy chụp hình á. Rồi bự bự cái ống kính mà dài là mấy người mà chụp hình giùm cho mình đó. Thì chụp hình xong người ta sẽ tới người ta rửa hình. Cũng y như mấy cái điểm du lịch ở Việt Nam ha. Thôi, để mình ra cổng để mình đi về. Ta. Khỏi cổng ra mọi người. Ở đây cũng giống như Disneyland với Universal. Thì ở đây cũng có downtown. Đây. Ở ngay đây có Starbucks nè. Bên đó là cái đường ray gỗ mà hồi nãy mọi người thấy. Ở đâu cũng có cái dòng sông nước hết bay ơi. Thì ở đây là bãi đỗ xe nè. Nếu mà ai đi xe thì dừng ở đây. Xong rồi từ cái dọc đường này đi bộ vô. Còn mình thì mình đi bộ vô nha. Nếu mà mọi người mà đang ở Katy thì mình recommend đi North Berry lúc mà người ta mở lại á. Theo mình nhớ là cuối tháng 5 nè, North Berry mở lại. Mọi người nên đi thử. Lớn trẻ em gì đều có thể chơi mấy trò chơi trong đây. Ở phía bên kia đường là còn công viên nước nữa, với một cái tòa kiểu mà người ta mô phỏng lại cái tòa thị chính ở bên Pennsylvania, mình nhớ là như vậy, hay là Philadelphia gì đó. Mặt đất của cái ông Knott này nhiều lắm. Bây giờ thì đi bộ khoảng 10 phút nữa là về tới nhà. Xin hết vlog ngày hôm nay. Và hẹn gặp lại mọi người vào video tiếp theo. Bye bye.